thư sư có vị nói rằng nên nghĩ về việc làm nên nghĩ về việc làm ác của mình hồi xưa và cảm thấy ăn năn cắn rứt có vị lại nói thâm má không có chỗ cho sự hối hận chỉ việc sám hối với ai đủ đức hạnh và cố gắng không phạm sai lầm đó nữa rồi tiếp tục hành thiền. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân con, con thấy vị thứ hai nói đúng. Cảm thấy tội lỗi chưa chắc chúng ta sẽ không phạm lại điều đó trong tương lai. Thứ hai, tâm tư phiền não, cảm thấy bế tắc rơi vào trầm cảm nên sắc mặt xấu đi trong già nuôi đi nhiều sư suy nghĩ như thế nào tại sao quý vị không gặp hai câu đó lại là một tức là khi mà mình phát hiện ra mình có một cái lỗi nào đó thì mình sám hối thì khi mình phát hiện thì mình có cái sự ăn năn quý vị nhớ dùm sư nha tàm và úy tức là sự hổ thẹn với tội lỗi và ghê sợ tội lỗi à, à, tức là gì à, tàm á, là hổ thẹn với tội lỗi và úy á, là ghê sợ với tội lỗi thì tàm và úy á, là hai pháp nâng đỡ thế gian tức là nếu như mình không có sự hổ thẹn á thì cái ác gì mình cũng làm Tại vì nếu mình không có sự hổ thẹn Mình chỉ đơn giản là thôi tôi cứ làm bậy đi rồi tôi sám hối Có ai đã từng có suy nghĩ đó chưa? Có nghĩa là tôi cứ làm bậy đi rồi tôi sám hối Sám hối xong chuyện Sám hối xong chuyện Tôi cứ làm bậy rồi tôi sám hối cái khái niệm cái cái suy nghĩ này rất là phổ biến trong một vài tôn giáo nha cho nên tàm và úy là hai pháp nâng đỡ thế gian thành thử khi mà mình nghĩ về một cái lỗi lầm nào đó và mình có cái sự hổ thẹn mình có sự hổ thẹn và ghê sợ thì mình đi sám hối mình xin lỗi mình khắc phục hậu quả sám hối tức là uh, thứ nhất là mình khắc phục hậu quả xin lỗi và không phạm cái lỗi đó nữa trong tương lai lúc đó mới hoàn tất cái việc sám hối chứ không phải là mình cứ phạm lỗi rồi cứ sám hối rồi cứ phạm lỗi rồi, rồi cứ sám hối ờ, như vậy là mình hiểu nhầm ừ. và nó bao gồm cái gì khắc phục hậu quả phải khắc phục được khắc phục được cái hậu quả của mình đã làm. Rồi mình phải xin lỗi và chấm dứt cái việc đó, không có phạm lỗi đó nữa trong tương lai. Đấy. À, thì như vậy đó quý vị mới đi đến cái chuyện là kể từ đó trở đi mình không còn bị cái lỗi xưa nó ám ảnh. Như vậy nó mới xong. Ờ à, ở trong chú giải pháp Cú có một vị đì kheo vô ý nhổ làm đứt một cọng cỏ à, thì cái vị này sám hối thì vị sư bạn nói cũng không sao đâu sư à, thì cứ phạm giới rồi mình sám hối là xong thôi và vị này cứ vậy vị này nhổ luôn cả bụi cỏ với cái suy nghĩ là tôi bây giờ tôi làm đứt cọng cỏ rồi tôi sám hối thì bây giờ tôi nhổ luôn bụi cỏ rồi tôi sám hối luôn cũng đâu có sao và đức thế tôn nói người có suy nghĩ như vậy không tránh khỏi địa ngục nha à, cho nên là mình nên gom cả hai đó lại là một chứ còn mình để nó phiền não bế tắc rơi vào trầm cảm thì cái đó là lỗi của mình do mình không có sám hối nha mình không có sám hối